Sở Giao thông Vận tải Đà Nẵng cho biết đang phối hợp với các cơ quan chức năng để phục vụ cho công tác điều tra xác minh các nội dung liên quan đến công tác cấp giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới cải tạo tại các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới. Vì vậy, từ ngày 15 tháng 2 năm 2023, tạm dừng tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính cấp giấy chứng nhận thẩm định xe cơ giới cải tạo cho đến khi có thông báo mới sở giao thông vận tải đề nghị các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới trên địa bàn thành phố đà nẵng các cơ sở thiết kế cải tạo xe cơ giới hướng dẫn tổ chức cá nhân nộp hồ sơ đề nghị thẩm định thiết kế cải tạo thông qua hệ thống bưu chính về phòng kiểm định xe cơ giới cục đăng kiểm việt nam để được thẩm định hồ sơ thiết kế theo quy định